Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên tối hôm nay. Hôm nay là thứ Hai, ngày 13 tháng 6 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch buổi tối hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này thì giá vàng trên thị trường thế giới vẫn giảm mạnh, giảm khoảng gần 15 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ giảm là 0,80%, hiện tại đang giao dịch quanh ngưỡng 1.856 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính đến thời điểm này, mức thấp nhất là 1.852 đô la Mỹ trên một ounce và mức cao nhất là 1.878,65 đô la Mỹ trên ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ thời điểm này vẫn duy trì xu hướng tăng khá mạnh, tăng 0,437 điểm và với tỷ lệ tăng là 0,42%, hiện tại đang giao dịch quanh ngưỡng 104,626 điểm. Với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin giảm rất mạnh với tỷ lệ giảm là 9,37%, hiện tại chỉ còn giao dịch ở mức 24.000 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục xu hướng tăng và với tỷ lệ tăng khá mạnh là 2,41%, thời điểm này giao dịch ở mức cao là 3,235% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô thời điểm này cũng phục hồi so với thời điểm buổi chiều hôm nay, hiện tại chỉ còn giảm 0,93%, giao dịch ở mức 119,117 đô la Mỹ trên một thùng. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Nhu cầu mua vàng giảm đột ngột trên thị trường khiến giá vàng SJC bất ngờ lao dốc cả triệu đồng trên mỗi lượng, hướng về vùng 68 triệu đồng trên lượng. Và lúc 14 giờ ngày hôm nay 13 tháng 6, giá vàng SJC tiếp tục giảm mạnh và có sự loạn giá giữa các doanh nghiệp. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn hay thường gọi là SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 67,8 triệu đồng trên lượng, bán ra ở mức 68,7 triệu đồng trên lượng, giảm thêm 650.000 đồng trên một lượng so với đầu ngày và bốc hơi tới 1 triệu đồng trên một lượng so với cuối tuần vừa qua. Tập đoàn Doji giao dịch giá vàng SJC mua vào và bán ra ở mức 67,5 triệu đồng trên một lượng, bán ra ở mức 68,4 triệu đồng trên lượng. Một số doanh nghiệp khác điều chỉnh giá vàng SJC về mức 68,35 triệu đồng trên lượng, giảm hơn 1 triệu đồng trên một lượng so với phiên hôm qua. Đây là mức giảm rất mạnh của giá vàng SJC trong nhiều ngày qua. Đáng nói, giá vàng hôm nay chỉ giảm đối với vàng SJC, trong khi giá vàng trang sức tiếp tục ổn định quanh 54,05 triệu đồng trên một lượng theo chiều mua vào và 55 triệu đồng trên một lượng theo chiều bán ra. Diễn biến này cũng khá bất ngờ khi mà giá vàng trên thị trường thế giới quay đầu giảm nhưng chưa thực sự mạnh. Lý giải đà giảm mạnh của giá vàng SJC trong phiên hôm nay, chuyên gia Trần Duy Phương cho rằng thị trường đang chịu ảnh hưởng tâm lý trước thông tin ngân hàng nhà nước có thể chấn chỉnh tình trạng độc quyền của vàng SJC sau khi các đại biểu quốc hội chất vấn lãnh đạo ngân hàng nhà nước tại nghị trường. Do dung lượng thị trường vàng SJC không còn lớn như trước nên khi mà cung cầu có sự thay đổi đáng kể sẽ tác động tới giá vàng. Trong hôm nay, thị trường ghi nhận nhu cầu bán vàng nhiều hơn để giá vàng SJC giảm mạnh. Những ngày tới, giá vàng SJC có thể sẽ có sự thay đổi đáng kể về mặt chênh lệch so với giá vàng thế giới, theo ông Trần Duy Phương phân tích. Vấn đề độc quyền thương hiệu vàng miếng quốc gia, chênh lệch giá vàng cao kỷ lục cũng vừa làm nóng nghị trường quốc hội tuần vừa qua khi mà nhiều đại biểu thay nhau chất vấn thống đốc ngân hàng nhà nước Nguyễn Thị Hồng. Nội dung chất vấn cũng thu hút dư luận bởi đây là vấn đề đã tồn tại nhiều năm nay nhưng chưa được cơ quan quản lý giải thích rõ ràng. Hiện tại thì giá vàng trên thị trường thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết rơi vào khoảng 52 triệu đồng trên một lượng, thấp hơn giá vàng SJC trên 16 triệu đồng trên lượng, thu hẹp khoảng cách chênh lệch so với phiên hôm qua. Phần cuối cùng của bản tin này, để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất ở hiện tại trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Thời điểm này thì giá vàng SJC trong nước vẫn trong xu hướng giảm rất mạnh. Mặc dù đã quay đầu hồi phục nhẹ so với thời điểm buổi chiều ngày hôm nay, hiện tại đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.775.000, bán ra 6.865.000. Giảm 1 triệu đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 100.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại vẫn đang ở mức cao 900.000 đồng trên mỗi lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.775.000, bán ra 6.867.000. Giảm 100.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hồ Chí Minh
Mua vào 6.845.000, bán ra 6.925.000, giảm 25.000 ở chiều mua vào, 35.000 ở chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6.845.000, bán ra 6.925.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào, 30.000 ở chiều bán ra. Pinji Hồ Chí Minh mua vào 6.790.000, bán ra 6.870.000, giảm 110.000 ở chiều mua vào, 100.000 ở chiều bán ra. Pinji Hà Nội mua vào 6.765.000, bán ra 6.855.000, giảm 115.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Phú Quý SCC mua vào 6.765.000, bán ra 6.845.000, giảm 100.000 ở chiều mua vào, 105.000 ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.766.000, bán ra 6.843.000, giảm 89.000 ở chiều mua vào, 97.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SCC mua vào 6.780.000, bán ra 6.830.000, giảm 90.000 ở chiều mua vào, 95.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.760.000, bán ra 6.840.000, giảm 80.000 ở chiều mua vào, 90.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.750.000, bán ra 6.850.000, giảm 140.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng TPBank Gold mua vào 6.750.000, bán ra 6.840.000, giảm 105.000 ở chiều mua vào, 115.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.775.000, bán ra 6.867.000, giảm 80.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác. Thời điểm này, giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác vẫn giữ xu hướng giảm mạnh, mặc dù cũng có một chút phục hồi nhẹ so với thời điểm buổi chiều ngày hôm nay, hiện tại giảm 1 triệu đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 100.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại vẫn neo ở mức cao, khoảng 920.000 đồng trên mỗi lượng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.775.000, bán ra 6.867.000. SJC Huế mua vào 6.772.000, bán ra 6.868.000. SJC Bình Phước mua vào 6.773.000, bán ra 6.867.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi mua vào 6.775.000, bán ra 6.865.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.777.000, bán ra 6.870.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.775.000, bán ra 6.867.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.773.000, bán ra 6.867.000. Cuối cùng là giá nhận bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại giá nhận bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác cũng chỉ duy trì xu hướng giảm nhẹ, trong khoảng 42.000 cho đến 100.000 đồng trên mỗi lượng, hay trong khoảng 4.200 cho đến 10.000 đồng trên một chỉ tùy vào mỗi loại vàng, hiện tại đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.405.000, bán ra 5.500.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 4 số 9 mua vào 5.390.000, bán ra 5.460.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 24K mua vào 5.275.9000, bán ra 5.405.9000. Vàng 18K mua vào 3.910.4000, bán ra 4.110.4000. Vàng 14K mua vào 2.998.5000, bán ra 3.198.5000. Vàng 10K mua vào 2.092.000, bán ra 2.292.000. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên tối hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo từ quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.